Trong con hiện tại thì có 6 câu hỏi của các bạn đã được gửi qua cho sư, và ở đây thì không biết các anh chị nào có muốn đặt câu hỏi cho sư thì giơ tay lên giúp em ạ. Em sẽ chọn khoảng thêm 2 hoặc 3 câu hỏi nữa thôi ạ, và sẽ tổng hợp để hỏi cho sư luôn ạ. Có ai muốn hỏi không ạ? Hay là trong câu hỏi đã hỏi ở trên đây hết rồi ạ? Có ai trong hội trường của mình muốn hỏi sư không ạ? Ok, vậy thì trong hiện tại con có 6 câu hỏi mà của các quý anh chị muốn hỏi sư, thì con xin gửi sư để sư chia sẻ. Câu hỏi đầu tiên đó là của bạn Tấn Hòa. Bạn có hỏi là kính bạch sư, làm thế nào để giảm đi tâm mong cầu trong tương lai ạ? Tiếp theo chúng ta có cái chương trình là hỏi đáp. Vừa rồi thì con Minh Phương đã đặt một câu hỏi là làm thế nào để giảm cái tâm mong cầu trong tương lai. Tâm mong cầu ở đây chúng ta có thể hiểu đó là một cái loại tâm tham. Và tham đây thì nó có hai là tham thiện và tham bất thiện. Thường thì chúng ta khuynh hướng tâm lý của chúng ta là tham về tham bất bất thiện. Và cái tham này Đức Phật ngày khuyên chúng ta không nên, là bởi vì mình đã tin sâu nhân quả. Nhưng mà đối với tham thiện thì chúng ta nên. Tất cả mọi thứ nên biết đủ, nhưng riêng làm thiện thì không nên biết đủ. Chúng ta cứ tích cực làm việc lành, vì cái việc lành này nó sẽ dẫn chúng ta đến cái bờ giác ngộ bằng những cái phương tiện như là phao, thuyền, bè, tàu. Không có mấy cái này mình là muôn đời không biết bờ bến là đâu luôn, không có hy vọng luôn. Bây giờ thử nghĩ mình đang ở ở ngoài đại dương mà bờ nó mù khơi xa tít, không biết đâu là chân trời đâu. Không có gì, không có một cái phương tiện gì hết. Lội thì cũng không biết, tàu thì cũng không có, cứ lặn hụp rồi chết, chết xong rồi sanh ra lặn hụp rồi chết, cứ như vậy sanh tử. Cho nên buộc lòng mình phải có những cái phương tiện. Thì đây chúng tôi là muốn nói rằng là cái tham thiện thì nên phấn đấu, tức là tất cả mọi thứ nên biết đủ, không có cái biết nào bằng biết đủ chúng tôi nói, nhưng mà riêng cái thiện pháp thì không nên biết biết đủ. Đó là mình cứ tạo thiện pháp, nhưng mình phải thừa hiểu rằng đây là chỉ là cái nhân thôi, nghe nó là nhân quả thôi. Nhìn nhân quả sau này mình nhìn nó bằng trí tuệ, nhìn cái tàu, những cái bè đó bằng cái phương tiện để mình vào bờ, chứ không phải nó là cứu cánh đó. Không, chúng tôi muốn quý vị phải hiểu như vậy, tức là thiện pháp là phương tiện để chúng ta hướng đến bờ, giống như cái tàu, cái bè vậy đó. Chứ nó không phải là cứu cánh. Không ai mà lên bờ mà dắt cái tàu đi ngơ ngơ được. Là tôi nói mình là không bình thường. Mà mấy người mà lên bờ mà dắt cái tàu đi thì mấy người đó họ cũng không phải là cái người ở trên bờ nữa, là họ dắt xong rồi họ lại quay xuống cái biển nữa. Tại không cần cái tàu mà họ xuống biển. Cho nên hiểu cái nguyên lý đó. Thường thì người đời tham đủ thứ, nhưng mà cái bản chất của chúng sinh á, không có tham không được. Nó gắn liền với mỗi con người chúng ta. Mình đừng bao giờ mình tự xưng mình là không tham. Bởi vì không tham là chỉ có thánh. Tham là phải tham. Hay gọi là chúng sinh thì nó gắn liền với tham sân si. Cho chúng tôi có một câu slogan mà nếu quý vị thích thì quý vị nhớ là bất phách tham sân khởi, di khủng tự giác trì. Đừng sợ tham sân sanh khởi. Vậy bản chất mà sao sợ được? Mà sợ nó cũng sanh thôi. Chỉ sợ mình không biết đó là tham, là sân mà thôi. Quan trọng cái đáng sợ là mình sợ là bây giờ mình không có biết đó là tham, là sân. Còn cái chuyện tham sân là phải có, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi nói cho quý vị 100%. Cái ái của mình nó vi tế lắm. Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Mình có giỏi lắm mình diệt được cái dục ái thì vẫn còn cái sắc ái, kể cả cái vô sắc ái. Cho nên là tham là nó gắn liền ở trong con người chúng ta.
giống như hữu thân là hữu bệnh thôi. Đất là phải có cái mầm móng của cỏ dại, quy lực là như vậy. Hãy còn cái thân ngũ quẩn này thì phải tham. Con người thì ai cũng tham, nhưng mà phải biết việc làm đúng sai. Đừng vì tham vọng phát tài gây nên ân oán kéo dài khó yên. Vì lòng tham mà làm ác thì không nên. Trên trong nhà Phật nó có cái từ gọi là mười cái bất thiện, mười cái tam nghiệp bất thiện. Thân thì không có sát sanh, thân thì sát sanh trộm cắp. Thì bây giờ mình thực hiện cái thập thiện là gì? Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu thì không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời đâm thọc, không nói lời vô ích. Ý của mình thì không được tham ác, sân ác, tà kiến ác. Hiểu cái từ tham ác không? Đơn giản là vì lòng tham mà làm ác là không nên. Mình được phép vì lòng tham mà làm thiện. Thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, bất thiện trợ cho thiện cũng bằng cảnh duyên. Ví dụ như mình đang có phước rồi, mình có điều kiện rồi, giờ mình làm thiện nữa thì chúng tôi tạm gọi là thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, tức là cái điều kiện nó giúp cho mình để làm, tiếp tục làm thiện. Nhưng mà có những cái người họ từ trong bóng tối, tức là hoàn cảnh họ không có, điều kiện sức khỏe không có, nhưng mà họ vẫn hướng thiện, thì chỗ này chúng tôi tạm gọi là bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Tức là bây giờ mà ai mà tự vỗ ngực xưng tên tôi không tham là cái người tào lao nữa. Người đó là thuộc dạng là quan tưởng, một cái loại thần kinh mà đa nhân cách, tức là tâm thần, mà tâm thần nhẹ đó, nó hơi lạ lạ, chứ là thấy nó không đóng trong dòng đời này. Nhưng mà đây chúng tôi muốn cho quý vị muốn giảm đi cái lòng tham, thì chúng ta phải đầu tiên là chúng ta nhớ vận dụng cái sức mạnh của tham. Tham sức mạnh ghê lắm. Mình mà làm việc mà năng lượng hay không cũng gì lòng tham, không có tham là mình không có làm nổi. Nãy chúng tôi nói rồi, mình sinh ra cõi dục này, cái chất liệu của nhựa sống của con người mình là phải đó. Chứ bây giờ kia mình không tham là ngọn đóng đó, sao chịu nổi ngọn ngay chúng nó. Tức là bây giờ mình đã sanh trong cái chốn lỡ sinh là chuỗi hồng, tôi dùng cái từ, thì xin đi hết một vòng cho xong. Một vòng ở đây tức là mình chuyển cái lòng tham của mình nó qua một cái hướng tốt đẹp. Giống như tuổi trẻ mình có năng, có sức khỏe, có nhiệt huyết, có hoài bão, thì mình chuyển cái năng lượng, sức khỏe, hoài bão đó sang một cái hướng tốt, nó phát huy tác dụng. Còn nếu không mình để nó rơi, nó lái, nó đi đâu đi, rơi tự do đó, thì có dạng là rất nguy hiểm. Tức là mình phải chánh niệm, định hướng cho cái tâm nhiệt huyết tham cầu của mình. Tham cầu đây là tham cầu thiện pháp, chứ không phải là tham cầu những ác pháp. Mình làm sao cho cái tâm mình tham cầu cái tâm vô sân vô si, mình làm những cái tâm đó thì nó sẽ bớt đi cái quả khổ. Giống như vui, mà vui pháp mới là vui. Vui không pháp là chôn vùi thế nhân. Vui pháp thì nay vui, đời sau vui. Làm thiện thì hai đời vui. Vui thấy mình được làm thiện, quả thiện trổ ra mình vui hơn. Giống như vị thiên nhân mà vào canh khuya xuống kỳ viên tịnh xá nơi Đức Phật cư ngụ đảnh lễ Thế Tôn xong rồi đứng một bên nói lên bài kệ như sau: Giang lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Như vậy thì mình biến cái lòng tham của mình, sau khi mình quán sát về cái sự tử vong, mỗi ngày đêm trôi qua chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi mà quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau.
Cho nên cái phương pháp mà để giảm đi cái ham muốn mong cầu đó, thì chỉ có cách là mình lái cái con thiền. Giống như quý vị chạy xe vậy đó. Cái trớn nó ghê lắm. Cái trớn của cái tốc độ của cái xe đó. Mà hãy mà cái xe càng lớn thì tốc độ nó càng lớn nha. Đạp thắng nó không ăn đâu. Nó đẩy một phát một cái là phải vài trăm thước nó mới ngừng. Thì cái lòng tham con người mình nó cái trớn của nó cũng dữ dội vậy đó. Thì lúc bấy giờ thì cái người nào mà vững tay lái á, để khỏi mà gây tai nạn á, thì cái người đó là phải rất là khôn khéo. Lái cái con xe của mình, lái con tàu của mình qua một cái hướng nào đó cho nó phù hợp. Thí dụ như lái vào con đường tránh. Mà con đường tránh ở đây là giống như con đường trung đạo vậy đó. Con đường giữa đó. Cái gì mà đi qua mấy cái freeway cao tốc ở nước ngoài, nó có cái con đường lánh nạn. Mà ở bên nước ngoài nó làm lánh nạn, không phải làm ở trong bên phải hay bên trái đâu, mà nó làm giữa hai con đường. Khi mà xe mà gặp sự cố là chui đó là rất là bình an. Con đường lánh nạn mà bây giờ cái cao tốc mình làm một bên á, bên trong á, thật sự người ta là làm giữa hai con đường. Giống như đường đời hai nẻo ngược xuôi á, hai xe lên xe xuống, mà ai đi đường giữa thì cắt đuôi khổ sầu, mà chui đó là thấy là bình an. Thì nãy chúng tôi có nói trong cái chương trình giảng pháp của tôi là một cái phương pháp loại trừ. Chúng ta không thể nào mà không tham. Nghe cho kỹ cái câu này nha. Không sợ tham sân sanh khởi, vì tham sân là của mình mà. Nó là bản chất của mình, nó là mình luôn rồi. Mình tạm gọi là mình ở đây, mình nói cái từ cho đúng là tham sân là phàm phu mà chúng sinh mà. Còn nó không tham, không sân thì phải là bậc thánh, thì không phải là phàm phu nữa. Hãy gọi là chúng sinh thì phải có tham sân. Nhưng mà phải nhớ dùm là không sợ nó sanh khởi. Nó sanh khởi là cái tự nhiên. Nhưng mà đói ăn khát uống mệt ngủ là nó tự nhiên. Nhưng mà sợ nhất là mình không biết đó. Hôm nay cái chữ biết ở đây là cái chữ tỉnh thức. Thì bây giờ chúng tôi chỉ mong là quý vị nên biết mình đang tham và mình đang đặt thực. Từ cái nhân mà mình biết mình tham, mình đang tham, mình đang sân đó, nó hy vọng, mình gọi là từ hy vọng đó nghe, là có thể dẫn dắt mình đến cái sự bớt tham, bớt sân. Còn nếu mình không biết thì muôn đời nó không hết. Đức Phật Ngài dạy giống như bài kinh Cấu Quế vậy đó. Người có cấu quế biết mình có cấu quế. Người có cấu quế không biết mình có cấu quế. Người không có cấu quế biết mình không có cấu quế. Và người không có cấu quế cũng không biết mình không có cấu quế. Thì ở đây mình thấy có bốn hạng người. Có hai hạng người biết và hai hạng người không biết. Hạng người có cấu quế và không có cấu quế. Thì cái chuyện có hay không không có quan trọng. Đức Phật khen hai cái hạng người biết và chê hai cái hạng người không không biết. Còn cái vấn đề có cấu quế hay không có quế, Đức Phật này không đề cập, là chỉ tán thán ca ngợi hai cái hạng người có cấu quế, biết mình có cấu quế, không có cấu quế, biết mình không có cấu quế. Đó, giống như vậy, tham sân, biết mình tham sân là Phật khen. Còn cái chuyện tham sân có hay không có mình không có quan trọng. Và Đức Phật này ví dụ, sợ nhất là cái hai cái anh mà không biết á, nó sẽ tai hại chứ không phải không, nó tốt. Đức Phật này ví dụ như thế này nè. Trong đó mình thắc mắc tại sao có cái người không có cấu quế mà không biết, Đức Phật này cũng chê. Lý do chê là sao? Mình có cái viên ngọc, một cái hòn đá quý, mình không biết. Mình có tưởng đó là một cái vật vô giá trị. Mình quăng nó vào một cái góc nhà, thì lâu ngày cái viên ngọc nó cũng bị bụi, nó phủ mờ đi. Cũng vậy, tâm người không tham, không sân mà họ không biết, thì một lúc nào đó họ sẽ tham sân. Ý Đức Phật này nói rằng là mình phải biết. Mình biết đó là viên ngọc, mình hằng ngày mình cái lau chùi nó sẽ bóng sáng hoài. Lại nữa là Đức Phật này nói là người không có cấu quế là một cái viên ngọc rồi thì phải tiếp tục lau chùi. Còn người có cấu quế giống như viên ngọc mà bị bụi thì mình cũng phải lau chùi, vì mình biết đó là viên ngọc. Cũng vậy, mình biết đây là cấu quế phiền não tham sân si thì mình phải biết trước cái đã. Giống như là cái gương mặt của mình mà khi có lọ nghẹ dính vào, lúc mình không biết thì mình tự nhiên lắm. Nhưng mà có người nào nói mặt dính lọ nghẹ kiệt, mình vừa nói đau là mình chùi rồi, nhiều khi mình chùi trật nữa. Lý do mình lúc này mình biết trên mặt mình nó có lọ nghẹ, mình chùi liền. Thì mình chùi liền dù chùi trúng hay không trúng gì đó, nhưng mà mình đang có cái tâm là muốn tẩy rửa. Rồi mình chùi xong rồi mình còn đi coi lại, soi lại để mình giải quyết. Thì vấn đề tham sân đừng có lo là nó có mặt hay không có mặt, mà nó luôn luôn có mặt.
Nó với mình là một, nhưng mà quan trọng nhất mình có biết đó là tham là sân hay không. Thì ngày hôm nay cái văn hóa tỉnh thức là như vậy. Tạm gọi cái văn hóa tỉnh thức là phải biết mình tham mình sân, không sợ tham sân sanh khởi. Quý vị nhớ cái câu này, chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân mà thôi. Nếu mình biết thì hy vọng một ngày đó nó sẽ giảm. Đó, chúng tôi chỉ chia sẻ một cái cách để mà giảm. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Và tiếp theo thì con thấy có ba câu hỏi này nó cũng ý nó cũng tương đương nhau, của bạn Văn Kiệt, bạn Quỳnh Như và Thu Thủy, thì con đọc luôn để sư giải đáp cho các bạn ạ. Đại ý là câu hỏi này là làm cách nào để vượt qua được cái cảm giác để làm thế nào để có luôn ở trong cái cảm giác mà ở trong trạng thái cân bằng này, và vượt qua được những cái lo âu, thả lỏng bản thân và không có so sánh bản thân với người khác ạ. Câu hỏi rất là hay mà nó lại phù hợp với cái nội dung mà chúng tôi chia sẻ hôm nay. Có bao giờ bạn thấy mông lung với cuộc đời, mỗi ngày cứ chơi vơi, sống sao đời ý nghĩa? Loay hoay tìm giải pháp, lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi, càng tìm càng chán nản. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xây, mọi điều đều sáng tỏ. Lời đáp luôn ở đó, ngay trong chính bạn thôi. Chớ tìm kiếm xa xôi, ngay trong chính bạn thôi, hãy lắng tâm sẽ thấy. Mình thì mình thường là mình tìm cái giải pháp bên ngoài để mình giải quyết cái nội tâm của mình. Đơn giản là buồn, du lịch, thay đổi cảnh, tâm nó nhẹ. Nghe kinh một chút nó cảm thấy nặng quá, đi tìm cái nhạc nào đó cho nhẹ nhẹ nghe. Như vậy thì cái nỗi khổ nó xuất phát từ bên trong. Muốn chấm dứt cái nỗi là niềm chán nản này thì mình phải chế tác cái niềm vui từ bên trong. Lời đáp luôn ở đó, chớ tìm kiếm xa xôi, ngay trong chính bạn thôi, hãy lắng tâm sẽ thấy. Đổi cái micro sang nét bên. Để cho muốn nói điều này để cho quý vị thấy rõ được nè. Hôm nào quý vị tự thử một cái trắc nghiệm, làm một cái trắc nghiệm giống như là một cái phương pháp thanh lọc thân thể vậy đó. Nhốt mình trong phòng 3 ngày. Thì đầu tiên nhốt mình trong phòng 3 ngày, mà cái nhốt này á nghe, tức là một cái sự ở trong phòng mà nó khác nhau ở cái chỗ là khóa trong hay khóa ngoài. Thí dụ mình tự mình vô, mình khóa cửa, mình ở trong phòng thì nó khác à. Còn ai bỏ mình vô trong là bóp ổ khóa ở ngoài là khác. Đó, thử cái điều này. Cũng ở trong đó 3 ngày, nhưng mà nó khác ở cái chỗ cái tâm mình đó là khóa trong hay khóa ngoài thôi. Khóa trong thì dễ chịu hơn, thấy không? Khóa ngoài chịu lắm. Mặc dù cũng mình phải ở đây 3 ngày rồi. Khi mình ở 3 ngày rồi thì bắt đầu mình sanh ra một cái tâm gọi là bức bách. Nếu mà cái sự mà ai mà có cái sự chịu đựng á, thì có thể 3 ngày, có thể là 5 ngày mới đạt đến cái sự khó chịu. Giống như là thanh lọc cơ thể vậy đó, tức là 2 ngày sạch sẽ hết. Đó là cái, nó có những cái trường hợp tâm lý của mình, có những người họ chịu đựng ghê lắm. Giống như ở dơ vậy đó. Có nhiều người họ dơ chịu không nói, mới là họ phải đi tẩy rửa liền. Có những người thì họ có thể chịu đựng được 2-3 ngày. Thì chúng tôi lúc mà học Ấn Độ, chúng tôi có kể hai câu chuyện vui. Là cái người Ấn Độ họ dơ dữ lắm. Không biết ai đi Ấn Độ rồi biết. Không hiểu làm sao mà họ lại dơ dữ lắm. Thì lúc bây giờ chúng tôi mới kể câu chuyện vui. Thứ nhất là thi coi dân tộc nào ở dơ nhất trên thế giới. Sau cái vòng sơ khảo rồi, vào vòng chung kết có 3 dân tộc tạm gọi là xuất sắc vượt qua, ở dơ hết hơn gọi là hơn 200 cái dân tộc trên thế giới này. Thì ban tộc đó là ai? Thứ nhất là người Việt Nam, thứ nhì là người Trung Quốc, thứ ba là người Ấn Độ. Thì để có xem 3 cái người này, cái sự ở dơ của ai nhiều nhất thì qua một cuộc thi.
Cái cuộc thi thể lệ của nó là cho mình ở chung với một cái con heo ở trong một cái phòng. Thì đầu tiên người Việt mình vô thi trước. Người Việt mình cũng gian ở dơ, cũng chịu dơ lắm. Ở chung với con heo trong một phòng một ngày đầu tiên. Thấy im ru bà rù, không có nhúc nhích gì hết. Nhưng mà sang ngày thứ hai, nghe tiếng gõ cửa đúng 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 đúng. Ban giám khảo mở cửa ra, cái người Việt Nam mình bịt mũi chạy ra, chịu không nói, con heo nó dơ quá, mà tôi cũng đã chịu đựng được một ngày. Ở dưới khán giả vỗ tay rần rần rần. Sang cái người dân tộc thứ hai là người Trung Quốc, ngày thứ nhất im ru, ngày thứ hai cũng im ru luôn. Nhưng mà rồi sang ngày thứ ba nghe tiếng gõ cửa đúng 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 đúng. Ban giám khảo là mở cửa ra, người dân tộc Trung Quốc cũng chạy ra, cũng chịu không nổi, tôi ráng tôi chịu dữ lắm rồi đó. Mà được hai ngày, tức là cái sự chịu đựng dơ của họ trên cái người Việt Nam được một ngày. Đến cái người Ấn Độ, ngày thứ nhất im ru, ngày thứ hai im ru, ngày thứ ba cũng im ru luôn, qua được ba ngày. Ngày thứ tư, cửa đổ đung 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 đung. Ban giám khảo mở cửa ra, con heo chạy ra lắc đầu. Tức là con heo nói gì không nói. Thì cuối cùng là cái người đó. Thì chúng tôi muốn minh chứng câu chuyện này gì? Để hôm nào quý vị test thử nha. Tức là bây giờ mình tự giam mình trong cái phòng. Hôm nào làm thử đi, nếu mà ai mà theo cái phương pháp của con Minh Phương ở đây thì là người ta là thanh lọc 2 ngày. Có nhiều người cơ thể phải 3 ngày. Độc tố nhiều quá thì phải nâng cái thời gian lên. Thì mình tự giam mình trong một cái phòng 3 ngày. Nghe cho kỹ nè. Điều đầu tiên mà làm cho tâm mình dễ chịu hay khó chịu á, là khóa trong hay khóa ngoài. Lạ chỗ đó mình không hiểu. Hãy mình tự tay mình vào cửa, mình đóng phòng lại, mình gài chốt cái rộp, mình nằm thì nó khỏe dữ lắm. Mà tự động ai xô mình vô rồi bốc ổ khóa ngoài cái rộp, cái mình nằm trong mình khó chịu. Thì bây giờ sau khi mình ở 3 ngày rồi, thì cái điều đầu tiên mà sanh lên là mình bắt đầu mình muốn hủy diệt cái cảnh này, tức là muốn thay đổi. Cái khởi tâm đầu tiên của mình là muốn thay đổi. Thì lúc đó là thường thì mình đi tìm diễn cớ kìa. Chắc tôi phải ở nhà 3 ngày rồi, giờ tôi phải đi thăm ba mẹ đi, mình là con mà phải hiếu thảo thăm ba, kiếm cớ đi á. Rồi nếu không có ba mẹ thì thôi thăm bạn bè. Còn nếu không có bạn bè nữa thì thôi đi ra ngoài vòng cho nó có không khí, sức khỏe một chút, hít thở, nó tự động mình kiếm mình đi. Nhưng mà lúc đó giờ mình được đi thì mình rất là vui. Giống như mình ở một nơi mà nhiều năm mà không đi du lịch chỗ nào thì mình lại muốn đi du lịch. Thì cái ngày mình đi du lịch đi, xin lỗi nghe, ví dụ mình đăng ký đi Đà Lạt mấy ngày để mà mình giải khoe cái tâm bức bách của mình. Thì buổi sáng hôm đó mình có hẹn xe là 7 giờ sáng đến để rước mình đi. Mà hôm đó xe nó kẹt xe hay nó trục trặc gì đó, không biết ông tài xế, ông có việc gì đó, ông đến trễ, xin lỗi quý vị, chừng nửa tiếng thôi là mình đã khó chịu rồi. Mình thấy bực bội. Nếu ông trễ một tiếng thì càng bực bội, ông càng trễ bao nhiêu mình càng khó chịu bấy nhiêu. Rồi sau khi mình lên xe mình đi. Mình đi lên Đà Lạt. Mình ở ngày thứ nhất. Trời ơi, mình đi lên á, đi lên cái tâm mình nó hớn hở lắm. Thì mình thấy những cái xe họ chạy về đó. Tại vì mình không có giao lưu được chứ họ giao lưu, họ chặn lại mình hỏi ủa sao về vậy, mới nói chán lắm rồi về. Mình lên ở ngày thứ nhất còn được. Ngày thứ hai còn thấy được chứ qua ngày thứ ba về. Ở thêm một ngày nó cắn lưỡi à. Buồn lắm, chán lắm. Nhưng mà khi lúc bây giờ mình về được tới nhà của mình thì mình lại nôn về. Về càng sớm thì càng mừng. Đó là bị ảnh hưởng tâm lý, bị gọi là ngoại cảnh nó chi phối. Một cái trường hợp ví dụ thứ hai là mình ở trong nhà mình buồn quá. Sáng hôm nay mình muốn xách xe mình chạy một vòng ra ngoài cho nó khuây khỏa không gian, rồi cảnh vật thay đổi, tâm mình nó sẽ dễ chịu hơn. Rồi mình xách xe mình chạy một vòng. Mình chạy từ sáng đến chiều, mưa nắng cho đá luôn đó. Thì lúc mình quay về, mình vừa vô tới nhà thì cái điều đầu tiên mình cảm giác là nó khỏe dữ lắm. Mình bỏ đôi dép ra, mình bỏ cái giỏ xuống. Mình lên cái giường mình nằm. Mình vươn vai một cái, mình nói trời ơi sung sướng quá.
Mà mình nghĩ lại hồi sáng cũng cái chỗ này, cũng bốn bức vách này, cũng y chang như vậy, không khác gì hết. Mà tâm mình lại muốn đi, mà chỉ cần trễ 15-20 phút là khó chịu. Còn bây giờ về tôi thấy nó sung sướng quá. Thì đó là chúng tôi muốn, đó là thường là chúng ta tìm một cái giải pháp mà tạm gọi là giống như gãy ngứa ấy. Ngoại cảnh ở bên ngoài sức dầu vậy thôi. Mình thuộc dạng là gãy xương mà sức dầu sao lành. Mình bệnh mình nặng lắm. Cho nên hôm nay mình phải tự chế tác, chế tác từ bên trong. Cứ nhớ giùm chúng tôi một câu là ra đi tức thị trở về, biển phiền não đó bồ đề khác chi. Bữa nào cái tâm muốn đi rồi cũng về à, ở đi. Cái tưởng tượng mình mới đi đâu về đi, cái cảm giác mà mới về mà được sung sướng là tôi mới đi về đi. Mình thử mình đủ cái lực để mà mình tác ý tư duy, tức là dùng cái tư tưởng đó, chế tác. Cái hạnh phúc của mình là phải từ bên trong đó, nó chế tác ra nó hay hơn là mình dựa vào yếu tố bên ngoài, phải không nè. Mà cái niềm vui của mình đó, mình đi tìm bên ngoài không ngộ lắm. Gặp được cái người đó cái thấy vui, nói chuyện với người đó cái thấy vui, đi ra ngắm cảnh thấy vui. Tức là mình đi mượn gá một cái gì đó để mình phất lấp vào cái tâm hồn buồn chán của mình thôi. Mình phải hiểu như vậy. Mà cái niềm vui này niềm vui tạm mượn, khi có khi không nha. Nhiều khi đi chơi cũng chả có vui đâu, đi nó còn buồn thêm nữa. Tại có nhiều người nó trợ đi tưởng đâu đi vui mà nó buồn mà biết về ở nhà cho rồi đó. Có những cái trường hợp đó. Mà trong cái đó mình lại có một cái nhà máy sản xuất ra cái niềm vui cho chính mình mà nó ổn nha. Cái này tạm gọi là ổn là của mình mà. Như vậy công ty của chị Minh Hằng đi bây giờ là Minh Phương cái này bị hậu Covid nên nó hay quên dữ lắm. Mới tên đó mà nó lộn rồi. Tức là nếu mình tự lực mà mình sản xuất được thì nó ổn hơn là mình nhờ những cái vệ tinh khác làm cho mình cũng lo lắm. Lo lắm. Hàng quá không biết chất lượng sau đây. Rồi không biết là có đúng giờ giấc hợp đồng hay không nữa. Phải họp chứ. Tháng này giao rồi mà họ hứa họ làm cho xong cho mình lỡ họ không xong thì cũng mệt. Tức là cái yếu tố đó nó khách quan mà nó nguy hiểm hơn. Trong đó mình có những cái yếu tố chủ quan thì tại sao mình không làm. Thì như vậy thì hồi nãy câu hỏi là sao quên rồi? Dạ, là câu hỏi là làm sao để mà luôn ở trong cái trạng thái cân bằng á sư. Và à đúng rồi. Không so sánh bản thân mình với người khác. Đó. Như vậy thì chúng tôi nghĩ là cái trạng thái cân bằng ở đây là mình phải tự điều phục thân tâm. Không mong đường đời bằng phẳng cả, chỉ mong đủ sức vượt qua. Cái cân bằng ở trong tâm mình nó hay hơn. Thường thì mình cứ bước ra đường là mình mong cái đường đời cho nó bằng thẳng. Nhưng bây giờ mình không. Mình mong cái tâm mình. Ai là những người con Phật? Phải thức tỉnh thức thật. Sống trong cơn buồn thận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Mới cân bằng á nghe. Cơn bệnh hoạn là sống theo bệnh hoạn. Lúc an nhà là sống cảnh an nhà. Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Trong núi nọ làm chi cho nhọc. Mình có cái bệnh là hay đứng núi này trong núi nọ. Thường thì mình không bằng lòng với những gì mình đang có, mà lại thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Thì khổ chỗ đó. Cho nên cái người con Phật là tự chế tác, tự điều chỉnh bằng trí tuệ và tỉnh thức. Hiểu rõ cái câu là ra đi tức thị trở về là tiếp mà hiểu một cách rõ như mà chúng tôi vừa trình bày mà cái hình ảnh đó đó. Thì quý vị ở nhà vẫn thấy vui, không có bị phụ thuộc ảnh hưởng. Là vậy đó, niềm vui của mình mà tại sao mà ảnh hưởng. Đừng để hành động lời nói của người khác làm thay đổi cái tâm hồn của mình. Nhưng mà tại vì mình bản chất của mình thì hay tham rồi để sân. Tại sao chúng tôi nói hay tham mà sân? Chúng tôi có một cái ví dụ để cho quý vị thấy được là mình sống trong cái cảm xúc đó quen rồi. Còn trong cái cảm xúc mà bình thản á, cân bằng á, mình không chịu. Cân bằng là tâm xả đó, quân bình nội tâm. Xả ở đây á, chúng ta phải hiểu là một cái trạng thái quân bình. Giống như mặt hồ tĩnh lặng, không dao động, tâm không dao động chở người. Tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Gặp mai không đắc chí lòng, gặp rủi không động nao lòng trách than.
Như vậy mới gọi là cái người có cái sự quân bình. Quân bình là gì? Là không thiên lệch, không gặp cảnh vui mà vui, không gặp cảnh buồn mà buồn, giống như bị thay đổi tinh thần theo hành động lời nói của người khác, là người này không cân bằng, không quân bình được. Tự nhiên có lời nói đang vui vậy, họ nói câu cái tự nhiên nghe buồn hiều, rồi tự nhiên có cái hành động gì đó xúc phạm đến mình, cái mình thấy khó chịu. Mà trong tâm hồn của mình nó rất là vui, rất là an lạc, đang an lạc chỉ gặp cái là nó nổi sân lên liền. Nhưng mà mình thừa biết rằng là hãy có vui thì sẽ có buồn, mình phải hiểu được cái nguyên lý đó. Có sướng có khổ vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi non xanh rồi héo lìa xa khỏi cành đó. Đời người này sanh tử tử sinh, xuân qua hạ tới thu sang đông về, con người ai cũng đi về, sanh ra không áo chết về tay không. Nếu mình không quân bình được thì mình hay so đo ganh tị đủ thứ. Nhưng mình hiểu trên cái nguyên lý thì mình giữ cái tâm bình thản á, người ta vui đó người ta buồn đó. Sự thành công của bạn, nghe câu này mới là chí lý nè, để mà giữ tâm quân bình. Sự thành công của bạn là bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác. Tại sao chúng tôi nói câu này nó phản với cái thực tế như vậy? Ai cũng mong cầu thành công, nhưng mà thật sự nó theo cái nghĩa chân đế, cái nghĩa mà nghĩa sâu của nó là gì? Mình đánh đổi nỗi khổ này sang nỗi khổ khác thôi. Khi mình làm nhân viên thì mình mong lên làm chủ, làm giám đốc. Khi mình làm giám đốc thì mình lại thấy cái người nhân viên đó là phải. Chúng tôi trải nghiệm rồi, hồi đó chúng tôi mới vào chùa làm chú tiểu quá, chúng tôi thấy ông trụ trì sướng quá, không làm gì hết. Mình thì phải chấp tác từ sáng đến chiều, công phu thấy mù nổi luôn, mà quét lá đa không đủ mệt rồi. Phải là thỉnh chuông rồi tụng kinh rồi, nó làm đủ thứ mà còn bị rây bị ra nữa. Thấy ông trụ trì sướng. Nhưng mà khi mà lên làm trụ trì, tu 30 năm mới làm trụ trì, thì lại thấy cái ông mà mới vô tù cũng sướng. Giống như công nhân bây giờ mình làm giờ giấc bị trói buộc quá, công việc nặng nề quá, trách nhiệm cao quá, thấy cồn mình phường sướng, phấn đấu để một ngày đó mình hy vọng mình trở lên làm chủ, làm giám đốc, làm chủ quản lý chứ không có làm nhân viên nữa, thành công. Bởi vì phấn đấu thành công. Nhưng mà chúng tôi nói một cách rõ là sự thành công của bạn là bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang nỗi khổ khác. Không tin hỏi của mình Phương là khổ không? Mình tới tháng thì vui nghe, mình lãnh lương rồi, bả tới tháng bả mệt lắm à. Khổ, rất xa cái nỗi khổ khác thôi. Cái nỗi khổ của người làm chủ trách nhiệm rất cao. Còn mình á, cái cổ mới thấy trời ơi, làm nhân viên thì suốt ngày sáng cái xách xe đến công ty làm đúng 8 tiếng về, đúng 30 ngày lãnh lương, có nhiều ăn nhiều nó phải. Lên làm chủ cho cổ đi biết. Hàng quá đi được thì không, đi được cũng không có quan tâm. Nếu muốn quan tâm thì quan tâm, mà không quan tâm cũng chả ảnh hưởng gì tới mình. Nhưng mà đây hàng quá, đối tác mà chỉ cần nó có cái thông điệp qua là hàng ngày này chất lượng kém là bắt đầu ăn ngon ngủ nghiêng rồi. Rồi thông quan nó nhiều thứ lắm, giấy tờ rồi đủ thứ hết. Rồi tiền bạc người ta khi có khi không là nó đủ thứ hết, nặng nề lắm. Cho nên cái phương pháp cân bằng gọi là thân tâm. Thân thì có cổ phương pháp để là thanh lọc rồi, thấy không? Nhẹ nhàng chút xíu, miệng nên ít nói tự nhiên ít quả, mà bụng dạ ít ăn tự nhiên ít bệnh. Ăn nhiều bệnh nhiều, chứ không có sung sướng gì đâu. Thân mình ít sự tự nhiên ít khổ. Làm nhiều khổ nhiều cái đâu có sung sướng gì. Trách nhiệm nhiều thì khổ nhiều. Duyên đến nên kết, duyên hết thì nên buông. Tuy vuông mà tròn làm sao không tự tại. Vì cái phương pháp cân bằng của chúng ta đây là chúng ta tự chế tác qua cái khéo như lý tác ý. Tức là mình suy nghĩ tác ý cho nó khéo. Khéo đây là phù hợp với những cái chân lý của Phật dạy. Mình suy nghĩ làm sao cho nó phù hợp thì nó sẽ chuyển đổi, nó sẽ chuyển đổi cái hoàn cảnh, mình sẽ thấy khổ đau thành hạnh. Mặc dù làm nhân viên nhưng mà mình vẫn vui trong cái đời sống nhân viên của mình. Rồi mình làm giám đốc thì mình cũng vui theo cái vị trí giám đốc của mình. Không có so sánh hơn thua. Đến chùa biết bỏ thiệt hơn mà. Đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Mình có cái bệnh, hãy thương người nào rồi mốc giận người đó à.
Lạ chỗ là thương nhiều giận nhiều nữa mới ghê. Thương ít là giận ít, mà không thương là không giận. Nhưng mà bây giờ mình chế tác cái tâm quân bình của mình, làm chủ được bản thân, là thương mà không giận, đó mới là khó. Thì tất cả đều do chúng ta phải luyện tập từ chánh tri kiến đi trước. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều, hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm, văn hóa đừng lai động lòng. Thêm câu nữa, từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Mình có từ bi mà nhiều khi không buông bỏ cho nên mình mới khổ. Bây giờ mình phải luyện tiếp là từ bi mà buông bỏ. Thì đó, cách mà quân bình thân tâm. Dạ, tiếp theo là câu hỏi của bạn Thomas Sở, là cho con hỏi về sự hiểu sâu hơn về đệ nhị thân và ứng dụng trong cuộc sống, đội nhóm và doanh nghiệp ạ. Đệ nhị thân hả? À, chúng tôi chưa biết cái ai hỏi câu này vậy? Xin phép tôi hỏi lại coi, đệ nhị thân là gì? Nếu mà đệ nhị thân nó có đệ nhất thân phải có đệ tam thân nữa. Mà cái từ này không biết ám chỉ cho cái gì. Thân này thì mình biết rồi, nhưng mà tại sao có đệ nhị? Thân ở đây là thân này hay thân thiết? Cái người hỏi câu hỏi này là ai vậy? Xin Anh Thomas Sở có ở đây không ạ? Ai có hiện tại có anh Thomas Sở ở đây không ạ? Ai đặt câu hỏi này xin phép cho thầy hỏi lại vài câu để thầy biết, thầy chia sẻ thôi. Mấy vị có hiểu cái từ đệ nhị thân không? Không phải không? Thầy không hiểu là sao con còn hiểu? Chắc cái người hỏi hiểu. Nhiều khi người hỏi còn không cũng hiểu nữa là thôi xong luôn. Hay qua câu khác. Có không? À có hả? À, mời chủ nhân câu hỏi Quang Hỷ cho biết cái ý muốn hỏi gì. Dạ thưa thầy, em không phải thưa sư không phải con hỏi câu này, nhưng mà tại vì con có biết cái chữ đệ nhị thân. Dạ, cái đệ nhị thân là của trong cộng đồng sống tử tế của thầy Trần Việt Quân á, tức là đệ nhị thân là cái vòng tròn mà chăm sóc nhau trong một cái đội nhóm á, tức là cái người phía sau chăm sóc người phía trước, nó vòng tròn nó một chiều để nó không có gọi là chăm sóc không theo kiểu đang xen nhau thì nó tránh cái xúc thọ ái trong cái mô hình của vận hành của một cái đội nhóm mà thưa thầy. Tức là người này chăm sóc người kia, rồi người kia chăm sóc A chăm sóc B, B chăm sóc C, C chăm sóc D, D chăm sóc lại A, chứ không có chạy ngược chiều nhau để không có cái xúc trong cái vòng tròn đó. Chỉ vậy thôi. Cái này chắc là của trong cái chương trình khởi nghiệp rồi đó ha. À. Nhưng mà thầy chắc cho phép chúng tôi cái vấn đề này nó hơi chuyên sâu vô cái chuyên môn của thầy Quân ha. Thì hôm nào có dịp mà trao đổi với những cái buổi chia sẻ nói chuyện của thầy Quân á, chúng ta đặt câu hỏi thì thầy sẽ nói cao hơn. Nhưng mà ở đây chúng tôi có thể hiểu một cách theo cái quan điểm của chúng tôi á, tức là cũng cái vấn đề này mà nghe anh gì ảnh vừa mới trình bày là đệ nhị thân á, thì có thể là sự quan tâm chăm sóc trước cho người khác, thì cũng có thể là tùy thuận trên tâm của người khác. Theo như một lần thì Đức có ba vị tỳ khưu á, sau cái mùa an cư kiết hạ mùa mưa á, xong cái trở về chùa Kỳ Viên để ý kiến Đức Phật. Thì Đức Phật có hỏi một câu rằng đó là các con sống có hòa thuận không? Các con sống có an vui không? Trong 3 tháng tịnh cư mùa mưa. Thì ba vị tỳ khưu này trả lời rằng đó là chúng con sống rất là an lạc, rất là an vui. Đức Phật hỏi sống như thế nào mà các con được an lạc an vui? Thì các ba vị này trả lời một câu mà chúng tôi thấy nó cũng rất là hay là chúng con sống tùy thuận trên tâm của người khác. Giống như cái ý của cái chú gì nói là tức là mình quan tâm đến cảm xúc của cái người khác nhiều hơn là cảm xúc của mình. Cái hình thức mà sống tùy thuận trên tâm của người khác á, thì nó sẽ dẫn đến một cái gì là không có cái sự mâu thuẫn. Và khi không có sự mâu thuẫn á, thì không có cái sự trách móc, giận hờn, sẽ dẫn đến hòa thuận. Trần gian cõi tạm có gì đâu, móc móc môi môi để khổ sầu. Chuyện đúng chuyện sai thường bình luận, làm hay làm dở dễ câu mâu, hay hay dở dở lo đau não.
mà đúng đúng sai sai nghĩ nhất đâu. Trên thượng dưới hòa hơn tất cả, trần gian cõi tạm có gì đâu. Bây giờ xét cho tận cùng thì đúng sai thì ra sao, được mất thì thế nào? Khi tâm ta xem nhẹ thì cuộc đời tự thanh cao. Bây giờ mới vỗ tay. Cho phép mượn cái từ ngữ trong cái chương trình thầy Quân là thầy hay nói mấy những cái đúng rồi. Thì chúng tôi thì không hiểu hết được cái quy trình phương pháp của thầy Quân. Nhưng mà chúng tôi tạm một cái ý thôi. Cái này không phải là chúng tôi nói về cái chuyên đề là đệ nhị thân gì đó. Mà chúng tôi muốn nói lên một cái sự gọi là tùy thuận. Tức là trên thượng dưới hòa đó. Nói theo cái cách mà nghệ thuật sống. Biết làm sao mình sống là trên thượng dưới hòa hơn tất cả. Nó hơn là móc móc moi moi đúng đúng sai sai. Công ty của chúng ta thì tất nhiên phải có cái người sai, người đúng, người giỏi, người dở. Đó là quy luật. Nếu không có anh dở thì không đời nào mà anh có anh giỏi được. Cái pháp đối đãi của thế gian này nó như vậy. Tất cả pháp thế gian luôn nằm trong đối đãi, luôn vận hành mãi mãi theo quy luật nhân duyên. Có đến thì ắt có đi, có sanh thì ắt có diệt, có buồn thì ắt có vui, có nhân thì ắt có quả. Các pháp xuất thế gian vượt ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi, vượt thoát cả có không. Ai biết tùy thuận pháp, chúng tôi tạm gọi là cái này tùy thuận theo các pháp. Ai biết tùy thuận pháp luôn thông thả nhẹ nhàng, thân thức luôn được an, không gì lay động được. Như vậy thì cái cảnh giới này á, là cái cảnh giới nó cũng hơi cao, mà chúng tôi tạm gọi là một cái lẽ sống mà chúng ta cần phải rèn luyện thực tập. Tức là tập sống tùy thuận trên tâm của người khác. Ở đây là chúng ta dẹp đi cái ngã. Vô ngã mới vô u. Chúng ta giữ được cái tâm như vậy thì nói nôm na giống như là dù trời mưa nắng thất thường, nhưng hoa vẫn nở cho vườn thêm tươi. Tức là cái cuộc sống này nó có thịnh có si, có được có mất, có vô thường thay đổi, có mưa có nắng. Nhưng mà cái lòng của chúng ta đó, giống như cái hoa tâm á, vẫn nở cho vườn thêm tươi. Dù đục dù trong thì con sông vẫn chảy. Dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay người tu hành cũng phải bắt đầu từ những điều nhỏ. Ta hay chê cuộc đời là méo mó, sao ta không trọn tử nơi tâm. Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm, những chồi non tự dương lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời là trơn láng thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Trên cuộc đời ai cũng có thể tiến xa, nếu dấp ngã phải biết dương mình đứng dậy. Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. Hiểu như vậy thì bớt đi cái sự ganh đua, bớt đi cái sự hơn thua. Thì theo câu hỏi vừa rồi thì chúng tôi xin mượn cái ý nhờ cái anh đã nói cái sự quan tâm chăm sóc phải không? Quan tâm chăm sóc đến người khác phải không? Đệ nhị thân là cái thân của chắc thân thứ hai á, cái thân đối diện quá. Chúng tôi nghĩ vậy, tức là quán thân trong thân rồi quán thân trong ngoại thân á. Trong nhà Phật nó có cái từ là mình quán thân trong thân, là quán cái thân này trong cái thân này, rồi lại quán cái thân trên ngoại thân. Tức là nhìn người á, mình cũng biết người ta đang tham và đang sân đang si đó. Tức là mình đang nhìn cái tâm, quán tâm á, quán thân trong cái thân của người khác. Họ sân mình biết họ sân, họ tham biết họ tham đó. Tức là quán thân trên ngoại thân. Còn mình nhiều khi mình an nhiên quá, mình tịch tịch quá, mình cũng không có tham có sân, thì mình phải quán cái thân người khác. Thì mượn cái ý này để chúng tôi chia sẻ câu hỏi này ha. À, xin...
Dạ, còn một câu hỏi cuối cùng ạ, là cho con hỏi vì sao thì lại càng tu tập thì càng thực hành giới định tuệ càng khó? Đó là của bạn Hoàng Triệu ạ. Và trước đây thì được nghe pháp của sư ở bên phòng trà Zen House thì con thấy sư có cái bài diễm nay được chế tác từ diễm xưa rất là hay ạ. Và mong là chút xíu sư sẽ cho tụi con được nghe lại cái bài đấy ạ. Dạ, cảm ơn sư ạ. Năm câu hỏi chúng tôi mừng. Thứ nhất là câu cuối cùng. Nhưng mà nghe tiếp cái nội dung câu hỏi nghe cái rầu. Câu hỏi cũng khá hay. Tức là càng tu thì càng sao con? Càng khó hả? Càng khó. Thực hành giới định tuệ càng khó ạ. Chúng tôi mới liền nhớ đến câu gọi là mới tu mình tưởng mình ngon, tu lâu mới biết mình còn quá ngu. Phật ơi, con vẫn ngồi tù ở trong năm dục mịt mù sắc thinh. Thôi nay tìm lại chính mình, trả đời giảng sự lẳng nhìn cõi tâm. Khi mình chưa bước vào con đường tu á, thì mình với phiền não là một, hiểu không? Tức là mình mẩy mình nó dơ từ xưa giờ quen rồi, như là bắt nông dân chân lắm tay bùn quen rồi. Nhưng mà khi mà mình có cái đời sống, mình hiểu được cái đời sống sạch sẽ đó, thì mình mới thấy cái nỗi dơ nó là cái phiền tối lớn, sự bức rứt lớn. Quý vị có một đời sống sạch sẽ quen rồi đó, thì quý vị thấy được cái sự bức rứt của cái sự ở dơ. Trước đây mình ở dơ thì mình với nó là một, mình thấy bình thường lắm. Cái người mà họ quen tắm trước khi ngủ rồi đó, mà bữa nào mà họ không tắm mà trước khi ngủ, thì quý vị thử nghĩ coi nó phiền tối, cực kỳ là phiền tối. Trước đây mình chưa tu thì mình với phiền não nó y chang à, tối ngày cứ sân si suốt. Nhưng khi mình tu một chút mình thấy trời, sân si là cấu quế, là phiền não. Thì mình mới hiểu được cái nỗi khổ của cái tâm là vướng phiền não. Nên là đang tiến bộ chứ không phải là thụt lùi đâu. Lúc mình thấy được là cái sự thanh tịnh nó cao quý cỡ nào. Và mình thì quá ư là phiền não. Khi mê cứ tưởng ta tu không, tỉnh ra mới biết ta tu một mình nha, độc cư mới là tu. Còn khi mê cái ngồi về tưởng tu nè, tu về nó mới vui. Đồng đồng chứ giờ ngồi. Hồi xưa Đức Phật thuyết pháp cho một người, ngày cũng khai thị giác ngộ cho ta được, nếu người đó hữu duyên. Còn mình bây giờ hàng tá người vậy nè, trên trăm mấy chục người rồi, thêm zoom gì nữa đó, là thêm 300 người nữa là quá trời. Thuộc cái dạng là gió nhiều ngọn khó nhen được lửa đó. Vọng lắm điều khó mở được tâm, xưa nay trong chốn thiền lâm, tu nhiều thành ít bởi tâm vọng nhiều. Tu quá trời tu mà thành không bao nhiêu hết. Quá trời nhiều người nghe vậy mà hiểu được mấy người. Trong mấy người hiểu đó mấy người hành, trong mấy người hành đó mấy người được. Lọc hồi nó chắc điếm trên đầu ngón tay, không có nữa chứ đừng có nói được trên đầu ngón tay. Mình nói là ít nhất là được trên đầu ngón tay, cái này là không có luôn. Cho nên cảm ơn cái câu hỏi vừa rồi là càng tu thì càng thấy khó hả? Giới định tuệ khó hành, và thật sự khó thật. Không thành tựu giới thì không có định, mà không có định thì không bao giờ có tuệ, mà không có tuệ thì không bao giờ giải thoát. Vô minh mình sao giải thoát được? Đã biết vô thường mà còn phiền não suốt thì thật là không giải thoát rồi. Đã biết phiền não rồi mà còn khổ đau nữa thì quá vô minh rồi. Đã biết khổ đau mà còn trói buộc là vô minh. Mà ngu hơn nữa là gì? Đã biết trói buộc mà chưa chịu buông nữa mới là đại vô minh. Khổ. Cho nên bây giờ rồi cái câu hỏi này chúng tôi hiểu theo cái góc độ là cái người Phật tử đang tích cực, chứ không đang tiến chứ không có lùi. Trước đây thì mình không tu thì mình thấy mình với tham sân si là một, nhưng mà giờ mình tu thì thấy tham sân si nó quá ghê, quá khó bỏ. Nếu mà người mà có trước đây thì mình không phải là cái người canh nhà đó, thì bình thường lắm, ai cũng vô ai cũng ra. Nhưng bây giờ giao cho mình trách nhiệm là phải canh nhà, có chừng kẻ trộm, bắt đầu mình thấy quá ghê, nhà sáu cửa lận mà kẻ trộm thì nó quá là manh, mà gọi là mưu mô, quá là lanh lợi, quá là thiện xảo,
mình sớt chút là nó vô liền. Bẻ khóa xe mà có 3 giây nó bẻ được rồi. Sao bây giờ nó hay dữ vậy không biết nữa. Ổ khóa xe mà chẳng hạn không dưới 3 giây nó mở được cổ đi rồi. Mình để cái xe đó mình đi vào trong nhà, trong lúc mình đi vô 3 bước chân rồi qua để nó mở cửa xe. Mình để cái, mình vừa ngồi xuống ghế là thấy cái xe mất tiêu rồi. Nó nhanh đến mức độ như vậy. Tức là lúc đó mình thấy nó trộm bây giờ nó quá nguy hiểm. Phiền não bây giờ nó quá tinh vi. Thì theo sư thì cái người này đang tiến bộ. Nhưng mà nó ở góc độ là mới khởi sự thôi nha. Tiến bộ đây là chưa có đạt gì hết trơn á. Tức là mới phát hiện được kẻ địch của mình nó quá là võ công cao cường. Mình tu luyện chưa được bao nhiêu hết so với cái khả năng của phiền não. Bất Phật nói là chúng ta là những người tu, là những người chiến sĩ mà. Mà chiến đấu với ai đây? Kẻ thù mình là gì? Giặc phiền não. Thế gian này cứ xây vần, phải luôn giữ vững tinh thần mà tu. Tâm này vốn lắm kẻ thù đó. Ông này cũng phát hiện được cái tâm này quá là nhiều kẻ thù. Hãy dùng chánh niệm để trừ chúng đi. Mà chánh niệm thì không có nhiều hết. Cái pháp khắc chế gọi là những cái camera, rồi những cái báo động, rồi chống trộm được mình quá yếu. Camera thì mờ câm, không hoạt động nữa. Rồi mình thì lại không tỉnh thức nữa, không chịu thức canh nữa, mà là ngủ mê trong cuộc đời này. Cho nên là thấy kẻ thù nó quá là nguy hiểm. Thì cái điều thứ nhất chúng tôi chia sẻ với cái tâm trạng của người Phật tử này, thì bạn đang tiến bộ mà tiếp tục thấy được cái khả năng của kẻ thù, đối thủ, thì dê mà tu luyện. Hẹn một ngày đó sẽ gọi là đối diện chiến đấu với nó, để mà thấy tham với sân, để mà chiến đấu được cái nó, diệt trừ được tham sân. Còn cái này, yêu cầu thứ hai là để hát cái bài Diễm Nai. Bài hát này thì chúng tôi xin được nói rõ luôn là trước là xin phép cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mượn cái điệu để mà chia sẻ những cái lời đạo ở trong cái điệu nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của cái bài Diễm Xưa. Tại sao tôi gọi là Diễm Nai? Bởi vì đời thì kỷ niệm là đẹp. Quá khứ lúc nào cũng đẹp. Hiện tại thì nó thấy ớn gì đó, mà nó trở về quá khứ ấy, xem là kỷ niệm đẹp. Nhưng mà đạo Phật thì lại phủ cho rằng là quá khứ thì không tri tìm, mà tương lai thì không ước vọng. Chỉ có pháp hiện tại. Right now, ngay bây giờ. Hiện tại lạc trú, an trú trong hiện tại để tìm sự an lạc. Hoặc là trong hiện tại này mình cứ an vui đi, thì tương lai sẽ an vui. Hạnh phúc của ngày mai là bắt đầu từ hôm nay. Nếu hôm nay không có hạnh phúc thì ngày mai không bao giờ có hạnh phúc. Vì sang ngày mai nó trở thành hôm nay rồi. Và cái chữ ngày mai nó chỉ là một khái niệm trừu tượng theo cái nhìn của Phật giáo. Không tin chúng tôi là ngày hôm qua quý vị nói hôm nay để đến đây nghe xin định thuyết pháp, thì hôm nay quý vị ngồi đây nghe nó trở thành hôm nay rồi. Cho nên không có cái chữ ngày mai. Chúng tôi hay có câu chuyện vui. Hồi xưa chúng tôi ở trong chùa có ông sư bạn, ông mượn chúng tôi tiền, ông nói ngày mai ông trả. Khi sang ngày mai cái thấy ông cũng im ru bà rù. Qua ngày mốt chúng tôi lên tiếng nói trả tiền đi chứ, hứa ngày mai trả, mà sao im ru vậy? Ông nói đúng rồi, ngày mai tôi trả. Mình tưởng đâu là ông hẹn thêm một ngày mai nữa. Cái qua ngày mai cái thấy ông cũng im ru nữa. Cái mình lên mình khiều ông, mình nói trả tiền. Ông tôi nói với ông rồi, ngày mai tôi trả, ông có đồ hoài vậy? Thì ra nó không có ngày mai quá gì. Làm gì có cái ngày mai để ông trả tiền mình? Thì qua ngày mai trở thành hôm nay rồi. Thì cũng vậy, hôm nay mà quý vị phiền não khổ đau thì tiếp tục ngày mai cũng phiền não khổ đau. Mà mình lại có một cái vọng tưởng là gì? Ngày mai mình sẽ hạnh phúc, tương lai mình sẽ hạnh phúc. Mà trong cái đó bây giờ mình chịu khổ đau. Rồi có nhiều người bào chữa rằng bây giờ chịu cực đi, mai mốt chịu sướng, mà thấy có sướng đâu. Mai mốt cũng khổ tiếp. Suốt đời tôi mãi đi tìm mà. Cố tìm hạnh phúc thì gặp nghìn khổ đau. Mình cứ nghĩ là ngày mai mình thành công, mình hạnh phúc. Mà thật sự là chúng tôi nói là thành công của bạn là đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái khổ khác. Nhiều khi cái khổ khác nó còn lớn hơn khổ này nữa. Đời ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống. Sao ta hoài mơ ước chuyện xương tan?
sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Cho nên bây giờ phải hạnh phúc thì ngày mai mới có hạnh phúc. Diễm Nai xin được phép bắt đầu. Pháp nở trong tâm rạng ngời ánh đào, mặt trời chân lý chiếu sáng nhân gian. Đêm đã qua đi mong đời bớt khổ, nguyện cầu tâm thức trong sáng muôn phương. Ta vẫn trong ta tâm thiền lắng đồng, niềm kinh bạc ai xóa hết ưu tư. Trên bước ta đi âm thầm pháp độ, đạo lành ban khắp, xóa nhòa giấc mơ. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhu giảng trong tâm thiền, ngày nay khắc ghi lòng không khổ đau, tiếng tu tình trong lòng ta. Sanh tử dây quanh vô thường ảo mộng, ngày sau dần biết kiếp sống qua đi. Xin lắng tâm tư cho người sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi. À, trong cái nội dung từ ca từ của bài hát này, chúng tôi rất thích cái câu là trên bước ta đi. Trước đây mình cứ nói là mình cứ cầu cho Phật độ, hôm nay chúng tôi muốn gửi đến một thông điệp là pháp độ chứ không phải Phật độ. Pháp là con đường, thực hành pháp mới độ mình, nó đưa mình đến bờ giác ngộ, đưa đến bờ an vui. Cho nên chúng tôi nhấn mạnh cái chỗ là trên bước ta đi âm thầm pháp độ, đạo lành ban khắp. Đạo là con đường, là pháp bảo, là bát chánh đạo, là chánh tri kiến. Nó sẽ dẫn mình đến sự an vui. Pháp độ mình, vui đâu cho bằng vui pháp. Không có cái vui nào bằng vui pháp. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp chôn vùi thế nhật. Thì rồi, câu hỏi vừa rồi là hai phần. Phần thứ nhất là trả lời, phần thứ hai là hát rồi. Xin được kết thúc. Và cũng là câu hỏi cuối cùng. Thì mong rằng trong cái buổi chia sẻ vừa qua, nếu có điều gì mà làm cho quý vị không được vui, thì thôi mong tâm từ bi của người con Phật quý vị cũng hỷ xả cho. Hát hay thì vỗ tay, mà hát không hay cũng xin quý vị vỗ tay luôn. Thì đó mới là cái người có tu. Người ta tốt với mình tốt lại, chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình vẫn tốt với người ta, đó mới là điều đáng nói. Người ta hát hay vỗ tay là chuyện bình thường, người ta hát không hay cũng vỗ tay mới là cái điều đáng nói. Mấy người tu là như vậy đó. Mình tu làm sao cho cái tâm mình nó trở nên sao? Nên sao nè? Tâm mình sao? Dễ dãi, nhu nhuyễn, mềm mại. Cái tâm mình nó vô hình nhưng mà nó chấp rồi, nó cứng dữ lắm, cứng như sắt đá vậy. Tu làm sao cho mình huấn luyện cái tâm mình nó trở nên mềm mại, nhu nhuyễn, dễ dãi. Dễ dãi là sao?
Hát không hay cũng vỗ tay luôn đi con. À, vỗ tay cái đi cho nó có không khí này đó. Tức là nói cái người tu á, chúng tôi quan niệm nó phải khác hơn cái người không tu. Mà đặc biệt cái người tu càng lâu á thì phải khác hơn cái người mới tu nữa. Nó phải có cái gì đó để chứng minh được là mình là cái người tu khác hơn cái người không tu. Chứ bây giờ mình tu với cái người không tu giống y chang nhau là không được. Người kia tức giận nói ông à, không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau thì không có gì phải tu hết. Mà đặc biệt là nhóm của chúng ta được xây dựng trên cái tinh thần gọi là văn hóa gì? Tỉnh thức nữa. Làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thân tâm. Mà không có miếng nào làm chủ hết trơn, buông xuôi không rồi chứ. Buông xuôi theo ác pháp mà buông lơi trong thiện pháp, vậy là làm chủ không? Không có làm chủ. Mà văn hóa chủ trương của công ty chúng ta, của cô Minh Phương này là gì? Văn hóa tỉnh thức. Mê muội thêm đau khổ nghe. Khôn lanh cũng khổ đau thôi. Biết sống đời tỉnh thức, lúc nào cũng an vui. Người tu dù gặp chuyển xuôi cũng không nản chí thối lui, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Như vậy cái diễm này nó hay hơn cái diễm xưa, hay ở cái nghĩa. Chứ còn cái ca từ của nhạc sĩ Trung Sơn thì phải nói là không có gì qua rồi. Ông diễn tả là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, còn mình thì pháp nở trong tâm rạng ngời ánh đạo. Đối với quý vị, mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ là nghĩa gì vậy? Có nhiều người họ bình phẩm về nhạc của cố nhạc sĩ Trung Sơn mà mỗi người bình một kiểu à. Nghe nói đâu đã là cái chữ mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ là cái bài này nó xuất thân từ bài Quế. Và cái kiến trúc văn hóa cung đình ở Quế là họ xây dựng nhà cửa kiến trúc theo cái dạng gọi là cổ lầu, là hai mái, mái trên mái dưới. Quý vị đi thấy đình chùa hay làm hai mái, mái trên mái dưới thì có cái khoảng không ở giữa đó. Cái khoảng này thì kêu là cổ lầu, cái cổ của cái nhà lầu á, của kiến trúc mà. Thì có người giải thích rằng là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, tức là trên từng những cái khoảng không trắng trắng đó. Nhưng mà sau này rồi thì lại có một cái sự bình phẩm mới, là cái người này bình phẩm nghe nói là cũng rất thân với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là nói là cố nhạc sĩ sáng tác cái bài này trong lúc cố nhạc sĩ đang ngồi trong cái quán cà phê ở ngoài Huế, quán nước ở ngoài Huế uống nước. Thì khoảng thập niên 60 á, thì lúc bấy giờ là cái người nữ của Việt Nam chúng ta lúc đó bắt đầu cách tân cái áo dài đi. Là ngày xưa cái áo dài chúng ta là phải kín cổ. Nhưng mà trong cái giai đoạn thập niên đó người ta bắt đầu cách tân đi, người ta mới mai cổ trò. Giống như cô Minh Phương mặc cái áo cổ tròn vậy đó. Tức là đưa cái cần cổ ló ra. Và cái cô mặc cái áo dài này cổ rất là cao, giống như là cái người mẫu vậy đó. Mà chính vì cổ cao, cái cần cổ cổ cao, mà cái cần cổ cao là có những cái ngấn cổ. Quý vị thấy cái người mẫu thật, cái cổ họ cao hơn cổ mình. Mình là cổ lùng mà, dịch cổ lùng, còn họ là cổ cao. Thì có những cái ngấn cổ. Thì một cái cô gái mà có mặc cái áo dài cách tân mà cổ tròn, mà đi dưới con đường ở dưới thành phố Huế. Mà thành phố Huế thì cái khí hậu của họ ở đó là mưa phùn, phất 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 những cái làn mưa tạt vô trong cái cần cổ của cô gái đó, thì tạo cái cảm xúc cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới sáng tác là cái câu bất hủ đến mức độ là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Là cái mưa cái này nói cho vui thôi nghe chứ, mà tại vì nghe ta nói bây giờ biết đúng hay sai đợi ông thức dậy ông sống dậy hỏi ông chứ giờ ai biết cái nào đúng hay sai, mặc ai mà diễn tả, mặc ai mà phân tích thôi. Anh nói cổ lầu cũng được, mà tôi nói cổ cô gái cũng được, mà cũng là cái cổ. Mà từng tháp cái cổ của cô này nó có ba ngấn. Đây là gọi là chuyện phím thôi, chứ không có lưu vào trong cái cuộc chia sẻ này nghe. Để có câu nói mà ông sư này đến đây ông chia sẻ vui để sống, ông chia sẻ cái gì đâu mà cổ cô gái rồi nữa. Thôi thì dạ, xin cảm ơn con. Dạ vâng, con cảm ơn.
Dạ, chúng con xin biết ơn sư ạ vì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và cái bây giờ thì mình còn khoảng 5 phút nữa thì cho con xin thỉnh sư xuống dưới này để chụp hình với chúng con để cho nó đầy đủ. Có tất cả mọi người xin thỉnh hai sư và các anh chị ở trên này xuống ạ. Và sau khi mình chụp một tấm hình tập thể thì sư sẽ rời lại trên này để anh chị em chúng con được phép cúng dường và tịnh tài ạ.